Dạ thưa cô. Rồi đó coi. Đã bao giờ cô phải thức dậy giữa đêm vì những cơn đau nhức quằn quại, những cơn nhức mỏi toàn thân chưa cô? Nhìn cô là con biết rồi. Tại vì xóm trên làng dưới, xóm giữa làng bên, ai cũng điện cho cô tâm sự. Người thì chồng như thế nào, người con như thế nào, người dòng họ bên nội bên ngoài ra sao thì cô phải tiếp điện thoại gì sao, vì cô rảnh quá mà cô phải đi truyền cái đó cho người ta. Là cô nói chung là nhức mỏi, nhức tay, nhức chân, nhức ôi đú kiếu hết trơn hết con, nhức triền miên con. Mà không phải cô đâu, nhiều người xóm này đau nhức giữ tuổi mình là tuổi nhất rồi. Đó, cô biết được điều đó cho nên thiên nhiên đã ban tặng cho một cái sản vật, một cái sản vật tuyệt vời mang tên thần y thạch. Trời ơi, thần y thạch. Câu chuyện về thần y thạch như thế này. Sao ạ? Vào một đêm nọ, khi dân làng đang hiu hiu ngủ thì bỗng nhiên có một cơn dư chấn 17,5 độ Richter. Không sao đâu cô. Thì mọi người phát hiện ở giữa cánh đồng có trồi lên một viên đá quý. Nó sợ mình không hiểu, hai đứa nó thì minh quả. Tệ đi tại già cả. Quyết định đem viên đá này về. Con đem con dở lên vậy, cái con phát hiện ra ở dưới. Con có tập tạ sao cái đá mà con cầm lật qua lật lại nhẹ. Dạ không, cô làm như nó hợp cái dĩa của con. Đúng rồi, nhẹ lắm. Cái này mà nhiều khi ở trong truyền thuyết cơ nghe, người ta nói mà hợp rồi cái dở lên nhẹ hiểu. Đúng rồi. Mà đã không hợp rồi nó nặng như ngàn cân treo sợi tóc. Đúng rồi, đúng rồi. Không nổi đâu, nó nặng quá sao nó nhẹ dữ vậy. Dạ trời đất ơi, ghê lắm, ghê quá. Giá trị đó mày nói vừa thôi, mày nói tôi lố lên một hơi sao mà phải theo kịp. Nói cho em bà này dễ lừa lắm vậy, em biết mà. Đây nè, trời ơi, đá tự nhiên mà. Ủa sao bà khiêng được nó vậy? Ồ sao tôi, ông trời, nó hợp với bà hả? Vậy là năng lượng của nó hợp rồi. Cô cho con biết là cô bị đau nhức ở đâu đi. Trời ơi, nhức hết, nhức hết. Đi mà cú cao suốt ngày là tôi cái giò cẳng bây giờ nó tê, nó nhức. Trời ơi, nó nhức lắm chú ơi. Rồi, bây giờ cô để lên đi nha. Bây giờ hút cái năng lượng đó hay lắm. Đúng rồi, hay năng lượng lắm luôn. Ôi, còn nhức ra nè. Trời ơi, trời. Sao bà? Sao con? Tôi không nhúc nhích nổi luôn chứ đừng nói là nhức. Ủa, còn lấy ra nè. Đó. Sao rồi bà? Trời ơi. Sao? Nó bậm rồi. Bậm ghê không? Không, ghê thiệt. Có nghĩa là cái nhức của con á, nó dồn vô đây phải không? Máu bậm á, nó tụ lại chỗ rồi nè. Tôi nó để trước mặt tôi, cái tự nhiên tôi muốn coi như là đứng mà khấn vái thành tâm liền á. Trời ơi, phải không cô? Thiệt lòng. Thiệt không? Đây cô thử đi. Trời đất ơi, coi như là bao nhiêu tiền nghiệp chứng tiêu tan đi rồi. Tôi nói thiệt, tôi toàn cam sám hối những tội lỗi tôi đây kìa. Trời ơi, ghê không? Trời đất ơi. Thử lại nè. Thiệt hả? Đâm coi như là tôi thành cam sám hối những cái tội lỗi mà tôi gây ra từ trước tới giờ là mơ gây nghiệp chứng cho tôi đi thiệt tình. Trời ơi, cho tôi thử coi. Đây nè, cho tôi thử nha. Dạ. Chú sao bỏ tội nghiệp mà. Ủa sao không gì vậy? Thử lại coi. Không, có nghĩa con người ông nó quá trong sạch, quá là đơn giản, không làm điều gì ác, nó không hiện đâu. Đâu con thử coi, con thử đi. Này thử được nè, mặt này được nè. Thử coi. Sao sao gạt ta hơi công an bắt cái đám vậy. Đó, con nói gì vậy trời. Vậy làm gì vậy? Đó thì bởi vậy mới hay đó cô. Mà với cái hòn đá như vậy, thật sự con không bán. Nhưng mà không lẽ mình giữ cái hay cho riêng không mình. Không bán đi con. Con năn nỉ thiệt lòng, nói chung là cái duyên. Con đến đây mà khi con chào ra, tức là vô hình nó đã là của cô. Cái đó nói thiệt, bây giờ chỉ còn ngã giá thôi con à. Bao nhiêu đây con bán rẻ, phát tâm nha cô, phát tâm đúng giá 40 nhưng mà con xài rồi, con bán lại 10 triệu thôi. Trời ơi, 10 triệu thôi hả con? Dạ. Mua không cần tính toán, mua mà nhắm mắt mua luôn. Mua liền hả cô? Mua liền.